Minh Toàn xin mến chào các bạn. Hiện tại là Minh Toàn đang đứng tại Hạ Long Park, Tuần Châu Park thì đúng hơn. Đấy, đứng tại Tuần Châu Park. Đây là phía bên trong của Tuần Châu Park. Và hôm nay Minh Toàn sẽ gửi một số hình ảnh phía bên trong của Tuần Châu Park đến quý vị bà con cô bác, để quý vị bà con cô bác hiểu thêm về Tuần Châu Park, cái khu du lịch, vui chơi du lịch của Tuần Châu. Đây là cái quang cảnh ở phía bên trong Tuần Châu Park. Đây Minh Toàn đang đứng là đứng tại cái vị trí này các bạn. Đây, Minh Toàn đang đứng tại vị trí này, phía đây, ở phía đây là cái cổng vào của Tuần Châu Park. Tuần Châu ở Hạ Long, Quảng Ninh. Đây, chúng ta sẽ đi vào khu vực này xem nó là cái gì nhé. Hôm nay chắc các bạn sẽ thấy Minh Toàn nói bị bể giọng, bởi vì là Minh Toàn đang bị ốm, đang bị cảm. Rất mong các bạn và bà con cô bác hết sức thông cảm cho Minh Toàn. Đây, ở trong Tuần Châu thì khu vực này là mương này. Đây là một cái kênh mương, không biết là nước để làm gì đây. Nước ở kênh mương. Này, chậu hoa nó, ở trong Tuần Châu Park thì chậu hoa nó cũng trang trí ác quá nhỉ. Rồng phượng quy long hổ gì đây. Và đây là cái đài phun nước. Đài phun nước của Tuần Châu. Cái khu vực này là khu vực mà đi lên thôi. Đi lên phía trong này. Và có cả đường đi vào trước cái khu đài phun nước này luôn đấy. Đây thì hôm nay cũng thu hút rất là nhiều các bạn trẻ về Tuần Châu Park để vui chơi giải trí. Đây là các cái trò chơi, các bạn trẻ đang chơi trò chơi phía xa bên trong. Đây, và có cái hồ nước, nhưng mà nước ở đây, hồ này bẩn quá. Đây, rác. Các du khách đi xong rồi ăn uống vứt rác thế này bẩn quá. Hồ nước này là hồ nước ở ngay trung tâm đấy. Đây là hồ nước ngay trung tâm đấy các bạn. Ok, đi vui chơi đi. Đường đi ra cái đài phun nước đây. Đây là cái đài phun nước. Cái này mà nếu mà vào dịp bắn pháo hoa thì đẹp lắm. Con bé chụp ảnh dễ thương quá nhỉ. Hả? Trắng mà xinh gái. Xinh gái. Con bé xinh gái. Cháu mấy tuổi rồi con? 4 tuổi. 4 tuổi, xinh gái nhỉ. Gái lớn. Đây, và đứng từ đây là chúng ta nhìn ra phía Tuần Châu Park, cái cổng vào. Ồ, có cái nhà gì mà to phía này. Thì Minh Toàn sẽ lên phía đấy. Còn đây là cái khu mà nước mùa hè thì người ta xả nước hay sao. Lần đầu Minh Toàn vào trong Tuần Châu Park này luôn á. Lần đầu Minh Toàn vào Tuần Châu Park luôn. Đây, chúng ta sẽ đi ra khu này xem là trong Tuần Châu Park nó như thế nào. Mùa này không phải mùa du lịch mà,
du khách về với tuần Tuần Châu cũng khá đông. Giờ này thì ít rồi, cách đây khoảng vài tiếng trở đi thì khá đông luôn. Ta sẽ lên đường này. Đây là một cái bậc cầu thang để lên, còn có cái đường lên chính, nhưng mà đây cũng là một cái đường tắt để xuống cái đài phun nước lúc nãy. Trên này cũng nhiều, khá nhiều trò chơi luôn, khá nhiều trò chơi trên này. Cuối tuần thì các em nhỏ hay về đây để chơi trò chơi là chính. Đây là trò chơi đu quay hay sao? Đây, phía trong này nhiều cây cối rất là mát luôn. Này. Đây các bạn nhỏ hay chơi đu quay. Đây là trẻ em, khu vực dành cho trẻ em. Trẻ em hay chơi khu này. Wow, một số trò chơi ở đây cũng khá thú vị. Hình như cũng giống với lại khu Hạ Long Park. Như khu là khu Tuần Châu. Đây, các em nhỏ thì lên thích chơi trò này và vào từ ngày 12 tháng 12 cho đến ngày 31 tháng 12 thì chúng ta vào trong khu Tuần Châu Park này là chúng ta không mất vé. Không phải mất vé, nên mà cuối tuần các gia đình hãy đưa các cháu đến đây chơi các trò chơi như này. Thanh niên thì là chơi các cái trò chơi như này. Em dám chơi trò này không? Và bây giờ là ở đây có một số cái trò chơi, nhưng mà Minh Toàn cũng thấy ở khu trò chơi này nó cũng không cầm mất bằng cái khu Hạ Long Park. Đây, như trò chơi đây. Trò chơi này thì chưa mạo hiểm lắm. Có rất là nhiều trò chơi mạo hiểm, nhưng mà trò này thì toàn chưa thấy mạo hiểm lắm. Đây, chúng ta sẽ đi đây. Ở đây
đây thì các bạn có thể nhìn thấy một số cái trò chơi, và đây là một trong những cái trò chơi mà thu hút các bạn trẻ nhiều nhất. Ở đây thì bởi vì có cái nhạc Minh Toàn nó mở hơi to, Minh Toàn đang mệt, phải là Minh Toàn muốn đi ra xa thế này một chút. Bên cạnh cái trò chơi vừa rồi thì các bạn nhỏ cũng có thể chơi các cái trò chơi này. Đây là một cái trò chơi mà chuẩn bị chơi. Trò chơi này là trò chơi được gọi là tàu cao tốc. Chúng ta để ý xem tí nữa cái cầu tàu cao tốc này nó sẽ đi như nào. Em lên chơi toàn này không? Có chơi trò này không nhìn lên hả? Bao nhiêu người ấy nhỉ? Lúc nào mình toàn cũng sẽ thử lên đây chơi xem nó như thế nào. Và mến thưa các bạn, bây giờ Minh Toàn các bạn đang thấy cái trò chơi này nó đang đi vào chơi như này. Nó đi lên cao trên này, xong rồi nó xuống. So với Hà Long Bắc thì là trò chơi này như thế này, với Minh Toàn là cảm thấy là một cái trò chơi mà nó cũng chưa mạo hiểm nhiều. Đấy là so với Hà Long Bắc. Có hai vòng phía bên này, một vòng nữa. Đấy. Đấy, thế là hết một cái vòng trò chơi đấy các bạn ạ. Nếu mà thứ bảy chủ nhật thì theo Minh Toàn thì các bạn ở quanh cái khu vực Tuần Châu này thì các bạn cũng nên đưa các cái em nhỏ về với Tuần Châu để chúng ta thưởng thức các cái trò chơi này, để các em có thể vui vẻ hơn, học tập tốt hơn. Đây, bây giờ mình em có muốn lên chơi trò này không? Lên chơi không? Đây, Minh Toàn sẽ bảo em gái của Minh Toàn lên cùng chơi trò này để lấy một cái cảm giác. Đến đây là nó cũng
vòng vòng này đến lúc mình đổ nó lắc ngược lại.